Lại chuyên mục Thành Lý anh em nhé, Điện Mặt Trời đang thành phố Thái Nguyên xin kính chào anh em. Đợt vừa rồi thì rất nhiều anh em biết em rằng là em có bán mới và thu cũ, thì có một bác này bác ấy chuyển cho em một phát là hai con Glowan luôn đấy, anh ấy trời máu thế như này. Hai Glowan nhá, hàng lướt mới tinh luôn đấy. Con này còn chưa cả dùng số nào đấy, con này thì dùng được Totan là mấy chục số rồi đấy, Totan thế nào 371 số anh em ạ, 371 số. Còn con này thì em mới dùng được mấy hôm, con này em mới dùng được mấy hôm rồi. Con này đem bao nhiêu số là kệ nó đi. Em đang chạy, cả hai con đều chạy ok nhá, hàng như mới luôn, vẫn còn vỏ giấy này anh em này, vẫn còn vỏ thùng vỏ giấy luôn đấy. Thế mới khoái, vật tư đầy đủ. Thế thì thực ra mà nói là em nhập lại thì nó không có cái meter này anh em nhá, đây là cái meter chuyên dụng để sử dụng cho bán tải. Con này thì nó không bán tải bằng CT mà bắt buộc phải có meter anh em nhá. Em mua thêm con meter như thế này, giá của con meter này riêng một mình nó đã là 1,5 triệu rồi đấy. Để tránh như là điện việc đẩy ra công tơ một cách vô lý thì sẽ dùng con meter này. Con meter này có nhiệm vụ là đọc thông số của nhà đang sử dụng bao nhiêu và báo cho inverter để inverter phát điện nó phù hợp với lại toàn bộ hệ thống của gia đình mà không phát thừa. Đây, hiện tại thì inverter không có phát anh em nhé, không có phát tí nào cả. Em đang đặt chế độ bán tải rồi, cài chế độ bán tải rồi, ok rồi. Thế thì anh em mình còn muốn chuyên sâu hơn thì em sẽ hướng dẫn anh em. Đây, không có phát tí nào nhá. Bây giờ em cắm nồi cơm vào. Cắm nồi cơm vào thì nó sẽ có tải. Có tải thì nó sẽ phát ra điện thôi. Đây. Sau khi cắm nồi cơm thì đồng hồ mua là 780W anh em nhá. Sau khi cắm nồi cơm, đồng hồ mua 780W. Đấy. Khi mà máy chạy để phát điện ra, sau khi con meter này nó đọc là đang có 800W. Thì nó thông báo về cho con này. Con inverter này sẽ tăng lên đấy, 172 265W rồi đấy. Thì đương nhiên là cái điện mua này sẽ giảm đi anh em nhá. Nó giảm đi còn độ 560W thôi. Để phù hợp thôi đấy, nó tăng lên đến 750 mấy watt rồi, 779, 778, 78. Đấy. Loanh quanh nó mức ở mức này. Thấy anh em thấy chưa? Ngoài cái việc mình có thể bật nồi cơm này, anh em có thể là bật điều hòa, rồi bếp từ. Ok anh em nhá. Bếp từ máy thì rất mới, luôn. Đây, thông số thì đây. Thông số thì đây, Glowatt bản 5500 MTLS. Điện 550V, đấm pin ấy. Đấy. Điện áp DC là từ 70 đến 550V. Điện áp AC là điện áp lưới là 230V. Đấy. IAC là 21,8A. Đấy, ok anh em nhé. Nó là thương hiệu Glowatt, là một thương hiệu đình đám rồi. Con Nhật em dỡ đi rồi, em dỡ đi em bán rồi. Lắp vào đây hai con Glowatt thì em cũng, nếu mà có bác nào mà yêu này em bán cả hai luôn. Và đơn giá là 9 triệu đồng một con. 9 triệu một con đã bao gồm meter anh em nhá. 5,5 kg Glowatt. Hàng như mới. 9 triệu đồng đã bao gồm meter, em cài sẵn cho bán tải, anh em chỉ việc dùng thôi. Đây, ví dụ như nhân tai nạn cắm nồi cơm. Nó đang 796W nhá. Nó không có mua điện nữa. Bây giờ thì em rút nồi cơm ra. Rút nồi cơm ra thì cái này nó giảm xuống anh em nhá. Đây, tải nồi cơm này. Rút nồi cơm này. Rút nồi cơm. Đấy, thì cái tải này nó sẽ giảm xuống ngay để phù hợp với lại gia đình đang sử dụng, anh em thấy chưa? Còn có 300W, tí nữa xuống còn không watt nào luôn. Quá là đỉnh luôn cho một em Glowatt, nó xuống không watt nào luôn, tức là nó không phát điện nữa. Không phát điện nữa anh em nhá, không phát điện nữa, và khi cắm điện vào thì nó lại phát thôi. Cắm điện vào thì nó lại phát ra để cho nhà sử dụng đấy. Đấy chính là cái hệ thống bán tải. Đây, bắt đầu tăng lên dần 4,4. Đấy, thấy chưa? Glowatt bản MTLX. Đấy, bản MTLS anh em ạ. Glowatt MTLS. Đấy, hai switching vào anh em này. Máy được trang bị hai switching này. Công tắc switch này. Cái cổng này là cổng com gắn RS485 để cho nó
ra nó giao tiếp với cả meter để meter sẽ thông báo về cho máy để máy sản xuất phù hợp này. Con này là wifi của Glowatt này. Wifi con nào cũng đều có wifi anh em nhé. Con này là điện lưới vào cũng là điện lưới ra anh em ạ. Đấy. Thực ra là như thế thôi. Thế đối với con meter này thì em cũng lắp sẵn rồi. Anh em theo sơ đồ này. 1-13 là điện lưới vào. 2-14 là lấy ra sử dụng, cũng là gắn vào máy luôn anh em nhé. Theo đúng dây lửa là L và dây nguội là N. Đấy. Thế thì còn cái điểm này, điểm số 5 và số 6 này thì gắn vào chân của RS485 để nó là cổng giao tiếp với máy để máy phát điện phù hợp. Đấy, hiện tại thì vẫn máy vẫn phát 815W để cho không phải mua điện, bởi nó phát quá chuẩn luôn anh em ạ. Phát quá chuẩn luôn. Nếu mà mua được Glowatt thanh lý thì quá tuyệt vời. 9 triệu một con anh em nhé. 9 triệu đã bao gồm cả meter bán tải. Đấy, hai con luôn. Thì bác nào lấy thì ưu tiên các bác là lấy Glowatt này kết hợp với lại meter và tấm pin cũ anh em ạ. Nó không hỏng đâu, xài sướng lắm anh em nhé. Rất nhiều những cái đồ anh em có cái chương trình mà muốn thu cũ đổi mới thì thỏa thuận được giá cả anh em, để không thì không phí thôi, cứ điều chuyển cho em là kiểu gì nó cũng bay lên đường để nó đón nắng, nó làm cái nhiệm vụ chính trị của nó là đón nắng. Bây giờ điện đóm thì giá cao rồi mà điện thì thiếu nhiều, nên anh em mà điện yếu nhá mà dùng con inverter này điện nó còn khỏe lắm nhá, bởi vì nó phát ra mà phát điện cao hơn đấy. 800W liên tục phát 800W này để cấp cho nồi cơm, quá chuẩn luôn. Nếu mà để mà nói về rằng nó bán tải bằng meter thì nó chuẩn hơn là bán tải bằng CT anh em ạ. Meter nó chuẩn hơn CT đấy, thật sự là như thế đấy anh em nhé. Cách đấu nó rất là dễ dàng thôi, mà thậm chí là em đấu hộ luôn, đấu sẵn trước về anh em chỉ việc dùng thôi, không cần về đấy đấy. Hộp giấy thì vẫn còn sẵn xe đầy đủ nhá, có hai con luôn, hai con đấy, hàng thanh lý, hàng đã qua sử dụng anh em ạ. Bác nào mà muốn thu cũ đổi mới thì cứ liên hệ em nhá, em sẽ test máy đây, wifi đầy đủ này. Jack MC4 còn chưa cả bóc này, wifi có này, jack MC4 chưa bóc này. Đây là cổng giao tiếp này. Đấy, đây là gắn tường này. Anh em nhé, đầy đủ không có gì cả, còn chưa cả bóc cơ. Có con còn chưa chạy số nào, em về em chạy test được mấy trăm số đấy. Vừa chạy vừa chơi với các bác. Đấy, meter này thì em phải mua ngoài rồi. Và tính cả meter vào thì nó mới chỉ có 9 triệu anh em nhé. Rất hời cho anh em có thể là chơi cái đồ xịn. Glowatt là cao cấp rồi, các bác cứ lên mạng mà search xem có phải thế không. 5,5 kW bao gồm cả mét tay ưa bám tải mà chỉ có 9 triệu thôi anh em nhé. Được thanh lý giá êm thì bán êm cho nhanh, em thích khoái thế. Em cài đặt sẵn rồi, về các bác cứ cắm điện là dùng thôi. Các bác về cấp điện lưới vào đây, à cấp DC vào đây, tức là tấm pin mặt trời đấy, lối tiếp các tấm vào đưa vào đây. Đây là điện AC out cũng là AC in đấy, điện vào cũng là điện ra. Thì đây sơ đồ đây đấy, 1-13 là vào, điện lưới vào không quan tâm, nó chỉ có một sợi ba thôi. Đây điện lưới vào đây, một sợi vào, 1-13 là vào đây, một sợi vào. Còn hai cái sợi này là AC out, thì một out là out vào máy luôn, hai là out là để sử dụng đấy, sử dụng ra ổ này anh em nhé. Rất là dễ dàng, rất là dễ lắp đặt rồi. Bao giờ nó hiện cái có cái điện thoại này, tức là chuẩn đấy, từ nãy đến giờ chạy được 0,05 kWh rồi. Nó phát rất chuẩn anh em ạ, nó phát rất chuẩn luôn, bởi vì Glowatt nó là hàng dòng đẳng cấp mà, dòng rất đẳng cấp, nó phát cho đủ sử dụng, không phát thừa, không phát thiếu. Và em đã cài sẵn chế độ bán tải rồi, anh em về chỉ việc sử dụng thôi anh em nhé. Đấy, em nhắc lại này, hiện tại em đang có tấm pin 385W Caladian tháo dự án, 2.150.000 một tấm, kết hợp mấy con Glowatt 5.500 MTLS này thì đúng là hết lực chấm luôn anh em nhé. Về sử dụng cái gì cũng được, điều hòa, máy lạnh rồi biết từ các thứ, thiếu thì nó bù điện lưới, thừa nó tự hủy đi anh em nhé. Thừa thì con meter này này nó đọc, nó sẽ báo cho con Glowatt này, chỉ sản xuất thế thôi. Quá tuyệt vời cho anh em có thể đam mê, và với cái giá rất là êm, và có thể sử dụng được cái hàng chất lượng anh em nhé. Rồi, anh em có nhu cầu xin liên hệ 0989971780, em ghim trên màn hình. Chúc anh em có những lựa chọn phù hợp. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.